La bu bu. Trời ơi, mấy nay á thấy là coi La bu bu mê quá trời luôn. Mà không có tiền, tặng có tiền chơi người con người ta thôi. Và ngày hôm nay là tôi đã được tặng hai món quà siêu to khổng lồ. Và bây giờ sẽ unbox hai món quà này nha. Đây không phải là. À, unbox thôi. Người ta cui hàng, người ta hay làm gì đó. Trời trời, nó làm gì trời? Làm gì nhỉ, khó câu quá vậy. Trong đây mà to quá, chắc là La bu bu siêu to khổng lồ. La bu bu này là chưa có ai unbox hết trơn. Và ngày hôm nay tôi sẽ được unbox La bu bu khổng lồ to nhất Việt Nam. Người ta unbox trong hộp, còn đang unbox trong bao. Sang ha. Ê, ông đừng có nói vậy nha, cái này tôi cắt ra thì cái hộp nó mới nằm trong đây. Trời ơi, thấy chưa La bu bu. Thấy chưa, cái đầu con La bu bu rồi đây nè. Rồi vô. Trời ơi, có khi nào xích rịt đâu. Xích rịt ơi. Xích rịt mới nằm trong bao đó. Dung đồ xa đi nữa. Làm ra vậy. Xích rịt tiên ơi, xích rịt rồi tiên ơi. Đau ruột quá. Tiên, nhắm mắt rồi lấy ra nè. Ôi trời ơi, tiên. Tại vì là xích rịt nên là hơi hơi lâu. Xích rịt không thấy nhưng mà thấy quấn khích rịt nè má. Xích rịt tiên ơi. Thò tay vào sờ trước, không được nhìn. Ôi đúng xích rệt rồi. Xích rệt rồi Tiên ơi. Xích rệt rồi. Chút xích rệt ra nè. Có cái cạc nữa. Quá. Ui. Ủa La bu bu kỳ vậy. Hả? La bu bu kỳ vậy. Hay là mình cui cái này ra luôn, xong một hồi hai cái cùng một lúc không? Ôi tao đi. Chưa sẵn sàng nữa mẹ. Nè cái cạc. Cạc xích. Đây nè, cái cạc nè, thấy không? Cái cạc trong là tên của con bé này. Rồi qua cái xích. Xích quyệt thiệt. Ăn bể hình rồi. Bể hình rồi. Trời ơi trời. Cạc xích rồi. Nãy giờ chỉ là Duy Phúc hiểu lầm thôi. Mà hư hình là có thiệt. Không sao, mình đổ lại là có La bu bu xích rịch. Chuẩn bị em này sẽ xích rịch hơn nha Tiên. Em này. Mắt Tiên ơi. Ê, màu trắng, tưởng màu trắng nữa Tiên. Cái gì đây Tiên? Này La bu bu. Hai cái miếng giống như hai cái sao cái màu này giống như. Ê, có khi nào mũi rác giường không mẹ. Ủa không Tiên ơi, hiểu lầm Tiên ơi. Ủa ủa ui tao biết con gì rồi. Yeah. Ủa cái bi banh nè. Cà phê ba nè. Đây là Tiên. Capybara. Không có La bu bu nào hết, chính là Capybara. Em hai em Capybara khổng lồ. Cảm ơn Vương quốc khẩu bầu đã tặng cho tôi. Trời ơi, thích quá à. Thực ra là tặng cho tôi lâu lắm rồi á. Nhưng mà hôm nay tôi mới có thời gian để tôi unbox. Trời ơi, không có La bu bu thì mình có Capybara cũng được. Capybara.